Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý hạ nguyên, chư vị Bồ Tát Phật lâm phàm, tùy cơ ứng biến, tùy duyên hóa độ. Thời mạt pháp chúng sanh mê ca hát, sướng và mê luôn cả cờ bạc đến đề lô tô. Vì vậy đức cậu bần sĩ vô danh thường thuyết pháp với giọng ngâm thơ, ca hát theo điệu cải lương hay kêu giọng vè lô tô, phương tiện lần từng bước dẫn dắt chúng sanh vào đường đạo. Sau đây là trích đoạn bài vè lô tô do đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết tại chợ vườn chuối Sài Gòn năm 1989. Ai khôn ở trại, ai dại ở nhà, sẽ đến kia cà tầng hoa như thác, lớp hồ, lớp hát, lớp chát, lớp chua. Ai thắng, ai thua, đúng mùa, đúng tiết, sống đi rồi biết hoa nguyệt sắp khai, sự thế an bài số 2 ra trước. Ở miền cần nước hải biển gập ghềnh, cậu nói làm tinh rung rinh trái đất. Một còn một mất đại chiến thứ ba, bình dương kia cà sóng côi gánh hát, đủ đào đủ kép mặt đỏ mặt đen, nó sắp đua chen khai màn sắp diện, thấy rồi cầu nguyện sống sót coi chơi. Cậu nói lả lơi, nói đời, nói loạn, nói người dẹp dọn hưởng trọn bảo châu, nói tinh, nói khâu, nói rầu, nói khổ, nói cho qua trổ bối bổ thêm phần. Cậu nói dần lân tam hoàng cốt điện, đây rồi lập trận ở chốn ta bà, tiêu của, tiêu nhà, tiêu là, tiêu lụa, tới màn ạc ủa bệnh dịch sạch trơn, đừng có thua hơn khảy đờn nhô nhộ, đừng có gây gỗ cậu khổ biết bao, máu nọ còn trào xương kia còn chất, từ đây bay phất ảnh hưởng mùi hôi, tại chức tại ngôi, tại tội, tại bại, tại người nguy hại gây loạn chớ cùng, đâu phải tại khùng ra thơ bí quyết, tại vì cậu biết cậu nói cho nghe, xuân đến sang hè cậu eo nguy biến, ráng về cầu nguyện nhiều chuyện lạ kỳ. Cậu nói làm chi người khi kẻ dễ, đêm nay kinh kệ giáo lý bài khai, ráng sống cả hai coi ngày coi tháng, coi rồi không chán sẽ dán đủ màu, lớp Miên, lớp Tàu, lớp Nga, lớp Mỹ, Việt Nam rên rỉ ơi hỡi làm sao, Nhật Tảo tần bao kiếp nào trả nợ, nói đây rồi sợ không biết giảng đường. Cậu nói tận tường tam hoàng cốt điện, nghe rồi ngụy biện đừng có giao thông, tận chú tận ông đôi dòng chút nữa, nghe rồi đóng cửa để ý rồi tầm, ta phải xa hầm lũ ma tặc tử, ai ai nấy giữ xác sạch linh hồn, bảy nhật thiên môn tối tâm trời đất, một còn một mất dân tộc trầm kha. Cậu nói cậu la, cậu gào, cậu thét, từ đây trời quét dẹp dọn hồng trần, tính ngộ bớ dân rần rần rồi đó, đừng nên la ó cậu lại buồn hiu, các chỗ cậu kêu chắc tiêu hết ráo, cậu về cậu cáo với lĩnh Phật trời, đặng gấp vẫy thời lập đời cho sớm,
tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tà yêu, để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long hoa gần chỗ cậu nói tiếp ra là con số 3. Trích trong băng ghi âm Lộ Huyền Cơ năm do đức cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu viết năm 1989 ở chợ Vườn Chuối Sài Gòn, kết tập sách Tinh Hoa Đàn Kinh Thiền Tịnh Bửu Sơn. Lời bình: trong bài về lô tô này, đức cậu Bần Sĩ kêu ra hai con số, số 2 ra trước, lớp hồ, lớp hát, lớp chát, lớp chua, ai thắng, ai thua, đúng mùa, đúng tiết, sống đi rồi biết qua nguyệt sắp khai, sự thế an bài số 2 ra trước, và cuối bài là con số 3 ra sau. Ai ai nấy giữ xác sạch linh hồn, bảy nhật thiên môn tối tâm trời đất, một còn một mất dân tộc trầm kha. Cậu nói cậu la, cậu gào, cậu thét, từ đây trời quét dẹp dọn hồng trần, tỉnh ngộ bớ dân rần rần rồi đó, đừng nên la ó cậu lại buồn hiu, các chỗ cậu kêu chắc tiêu hết ráo. Cậu về cậu cáo với lĩnh Phật trời, đặng gấp vẫy thời lập đời cho sớm, tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tà yêu, để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long hoa gần chỗ cậu nói tiếp ra là con số 3. Vậy con số 2 ám chỉ cái gì? Và con số 3 ám chỉ cái gì? Những bài pháp với nội dung thiên cơ thì chiến ba tận thế phải có những hình ảnh tiêu biểu để ám chỉ thời điểm xảy ra sự cố như Tý Sửu, Dần Mèo hay là Chuột, Trâu, Cọp, Mèo. Bài về lô tô này có nội dung thiên cơ, nhưng không nêu lên những hình ảnh tiêu biểu ám chỉ thời điểm mẹo hay mèo, mà chỉ nêu lên con số 2 trước, rồi con số 3 sau. Vậy phải chăng hai con số này tượng trưng cho thời điểm xảy ra chiến tranh thứ 3 tận thế? Ví như những đoạn sấm thiên cơ thế chiến thứ 3 do đức cậu phía sau đây. Đờn kêu hát khúc ai bi, mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai, năm mèo mới rõ mới hay, cuối mèo phải chịu trắng tay khắp cùng, mèo kêu đừng có nói khùng, coi chừng hỡi sẽ chập trùng tới đây. Đờn kêu đức cậu không dây, nửa mèo tặc tử tà tây loạn cuồng, mèo kêu lệ chảy dầm tuôn, ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo, đừng giàu đừng có bì xo, mau chân hối cải rồi lo làm hiền, đờn kêu cho tới thị thiền, thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau, đờn kêu sống mùa ba đào, ai khôn ai dại ai giàu cũng vong, đờn kêu ai ví thiện công, rồi đây sẽ mở mây rồng tường tri, hung dữ ác ôi thôi có hàng, quả leo lề chắc bị cháy thiêu, không sớm mai ắt cũng đến chiều, mèo thúc giục ôi thôi chết chết hết, mê vật chất phải bò phải lết, cất ở đâu cũng móc cũng môi, dấu vết kia mèo kiếm hẳn hồi, đừng có chối ôi thôi oan uổng, nó rõ ràng đừng nên chiều chuộng, ta nói đây sắp muộn cơ trời, ai trí minh đừng có lả lơi,
Ta nói đó đi rồi hiểu biết. Mèo gian dậy kêu ôi quá xiếp. Ăn dụng chi phải thuốc chết nhầm. Chết thật là cũng chẳng có lầm. Tại gian ác mất môi tầm kiếm. Món ngon béo ta đang giấu giếm. Cũng tầm phân để kiếm mồi ăn. Ăn dụng chi mèo chết nhăn răng. Thấy cũng khổ khó khăn thương xót. Mê mồi miếng mê đều dịu ngọt. Mê món ngon bị lọt hố sâu. Mèo kêu ba gian dậy thảm sầu. Tại gieo hẳn rồi thôi phải lạnh. Nó ngao lên rồi ôi xa cạnh. Phải quấu vào rồi mới buông tay. Qua hai đoạn sấm trên, Đức Cậu nêu lên niên con mèo xảy ra biến chuyển thế chiến thứ ba tận thế hội Lâm Hoa. Và trong bài Lô Tô, Đức Cậu cho biết đánh ra hai con số. Con số 2 ra trước và con số 3 ra sau. Ráp hai con số theo thứ tự sẽ có con số đuôi là 23. Vậy năm mèo mang con số thiên niên kỷ có con số đuôi là 23 sẽ xảy ra thế chiến thứ 3 tận thế. Chắc chắn con số đuôi 23 là ám chỉ năm mèo Quý Mão 2023, bùng nổ chiến tranh Trung Đông giải Gaza, Israel. Rã rời năm mèo, bần sĩ vô dinh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ dân ôi. Ba bên bốn phía đang dây phụ, trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm nào, khắp trong hoàng vũ sẽ rã rời. Hoàng cầu trái đất chuyển xoay, gớm ghê cho dân chúng phơi thay muôn ngàn. Từ đây nam bắc chuyển xoay, xác nghèo nhà tở cái liều. Cơ hàng rách rưới nhiều điều nan nguy, Lam Kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi, thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu, vợ xa chồng bận biểu thê lương, phong trần dày dạn gió sương, chư bang ham báo hùng cường đua tranh, còn một cuộc chiếu manh giành xé. Khắp hoàng cầu ó é một nơi, dòm xem châu ngọc chiều mới. Để đến việc thảm thê thê thảm, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Năm Kỷ Mão vừa qua, gẫm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm. Ruộng đồng chẳng có rạ rơm, trâu bò ngóng cổ nhà nóng héo lòng, canh thành bước tới thiệt rồng, chết rồi bỏ của bơ dơ, thảm thương cho kẻ tá điền, gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay, mèo đã hết rồng bái vơ vận, khắp hoàng cầu nghịch lẫn cùng nhau, lê dân trăm họ sáo sào, rã rời phủ tử máu đào nhuộm tuôn. Ôi khổ thảm bốn bề sóng dậy, dòm lần trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền viên, khói mịt mù văn xác đầy đường.